Ông hỏi được gì chưa? Ê, tâm nguyện bà chúc anh là gì vậy? Tại vì sợ người ta thấy mình tội nghiệp, sợ người ta thương hại mình, cho nên là cứ giấu vô trong. Cái chuyện tình yêu nó khó nói lắm. Đâu phải muốn yêu là yêu, muốn bỏ là bỏ. Trái tim tổn thương á, phải cần có một khoảng thời gian rất là dài để có thể chữa lành được. Nhưng rồi tới một lúc nào đó ông sẽ bình tâm lại, và ông sẽ nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực hơn. Mà nếu như mà cái người mà ông thương hạnh phúc, ông cũng sẽ hạnh phúc. Hẹn nhau một mai ngày khi ta lớn, vẫn bên cạnh nhau dù bao khó khăn. Dù đời trôi thì cũng chẳng điều gì cách nào. Có chăng là những mơ mộng trẻ con, chờ thân trải qua những bão giông.